Em xin chào toàn thể anh chị em, chào toàn thể các bác đến với vườn lan xứ Mường của em nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với toàn thể anh chị em về một dòng kỳ mà cũng có thể gọi là một giống siêu phẩm của Hòa Bình. Đó chính là dòng cây táo huyền thoại nhé cả nhà nhé. Đây là dòng cây táo huyền thoại thì em có giữ được lại một số kỳ nhỏ về sau. Thì hôm nay em mời toàn thể anh chị em cùng ngắm qua những cái dòng cây lá gân cây táo huyền thoại, một trong những dòng siêu thân thủ của Hòa Bình nhé cả nhà nhé. Thì cái dòng này lá nó rất là xanh các bác. Được cái ưu điểm của dòng cây táo này là lá xanh xanh đậm. Lá xanh đậm so với tất cả những cái giống lan khác, và bảng lá này có thể nuôi tốt là có thể lên được dòng lá mít rất là đẹp. Thì hôm nay em xin lôi ra và khoe với mọi người. Khoe với toàn thể anh chị em, đây là dòng cây táo. Đây là những con kỳ của dòng cây táo mà anh em đã biết là giống cây táo này, những con đẹp em đã bán đi hết rồi nhé cả nhà nhé. Hiện giờ là còn một số con là xấu hơn lại ở vườn. Thì bây giờ em mời toàn thể anh chị em cùng ngắm qua và cùng nhận xét về cái giống cây táo này nhé cả nhà nhé. Thì đây, cái dòng cây táo này của em cũng rất dễ là nhận biết luôn. Và hiện giờ trên thị trường thì gần như là không ai có giống này cả, ngoài vườn em. Bởi vì năm ngoái em có bóc và sở hữu được cái giống cây táo này là 10 mầm. Thì năm nay cũng có và giao lưu được với toàn thể anh chị em là cũng phải rơi vào tầm khoảng 100 kg cả nhà. Thì bây giờ em có giữ được lại một vài chục kg để nhân giống, để bảo tồn giống, để sang năm tới có nhiều giống để gửi tới toàn thể các bác ạ. Đấy, đây anh em có thể nhìn thấy ưu điểm của nó này. Thì như cái video ngày xưa em bán đi cả nhà, thì anh em đã biết là nó đẹp như mê hồn như nào rồi. Cái lúc em bán đi vào tháng 7 hay là tháng 8 thì đấy, thì em không nhớ rõ lắm, thì kỳ nó đã đẹp hơn như này rồi. Nhấc hết xuống này để quay. Lá này anh em có thể nhìn là bảng lá xanh đậm, xanh còn hơn cỏ nha cả nhà nhá. Nếu như mà cấu một ngọn cỏ lên thì lá cỏ sẽ không xanh đậm được như cái lá cái dòng cây táo này. Anh em thấy siêu phẩm chưa ạ? Một siêu phẩm. Nếu như bây giờ mà cái con kỳ mà ngày xưa em có bán đi và chia sẻ cho các anh em kênh khác để gửi tới toàn thể cả nhà thì chắc là bây giờ nó đẹp lắm rồi các bạn. Đây là cả nhà này. Thì vì sao mà em lại đặt tên là cái cây táo này, thì thật sự với cả nhà là ngày trước ấy, em có đi vào trong dân để mua cái giống này. Thì cái giống này em thấy đẹp nó từ đầu rồi, từ trong dân ấy đã có là 10 ngọn các bạn, đã có là 10 ngọn. Thì em chắc là phải đi trên dưới 20 lần thì mới mua được cái giống cây táo này. Thì cái 10 cái ngọn lan này thì đậu bám ở trên cái thân cây táo cổ thụ ở dưới huyện Lạc Sơn Hòa Bình nhé cả nhà nhé. Ở dưới huyện Lạc Sơn cách chỗ em 20 cây. Mà 20 cây mà bọn em đi rơi vào tầm khoảng 20 lần các bạn, thì mới siêu tầm được cái giống cây táo này để đem về cái thung lũng lan xứ Mường của em để nhân giống, để chia sẻ với toàn thể các bác. Còn cái ngày đấy bọn em đi vào trong dân thì các bác thì mua được thì vẫn còn nguyên cái thân già, cho nên là năm nay em có sản xuất được ra một số kỳ để gửi tới toàn thể anh chị em. Như kiểu anh em có thể nhìn thấy đây là cái thân mà khi bọn em cắt về mua về là cái thân hoa. Thân này là thân mới, năm đấy em cho nở hoa. Thì nó sẽ to hơn một chút, còn đây là những cái thân già này cả nhà này, rất là bé. Còn những cái thân to đùng như kiểu ngón tay cái này nhá cả nhà nhá. Thì em đã bán kỳ đi vào cái đợt vừa rồi rồi. Đấy ạ, rất là đẹp luôn. Đây là những con bé này các bạn này, đang lên mầm gốc rồi. Những con bé nhìn đã phê rồi nhá cả nhà nhá. Cái này mà sang năm 3 thì đẹp mê hồn luôn. Thì rất là may là em vẫn còn giữ lại được một số chậu để chia sẻ, để gửi tới anh chị em để nhân giống. Cái chậu này em để lại nhân giống cả nhà. Chỉ lôi ra khoe với cả nhà một chút xíu thôi. Đấy, ngày trước lại bọn em bóc luôn, bóc ở trên cây táo và đi lại rất là nhiều lần, cho nên là bọn em cũng đặt luôn là dòng cây táo, giống cây táo, để nhớ đến cái cây táo đấy, đi vất vả bao nhiêu ngày tháng mới bóc được các bạn. Mà trong khi đó cái giò mẹ em còn bị rơi mất một giò cơ. Thì năm vừa rồi có lũ to, có cái lũ to, trận mưa to thì nước ở chỗ cái giàn của em nó dâng lên, thì em có bị rơi mất một giò mẹ, thì mất 4 thân đấy cả nhà, rất là tiếc. Thân lá đẹp, lá nào đều như lá đấy nhé các bác nhá. Đấy, này mà em giữ được lại cái mẻ đầu tiên em bán đi
20k kia thì bây giờ chắc là đẹp mê hồn rồi. Đấy. Ngày trước cũng bán thì cho các anh về, các anh còn chia sẻ tới mọi người. Đấy, anh em nhìn bước lá này. So với những dòng kỳ khác thì gần như là không có cái giống nào đẹp được như thế này, hàng thường ấy ạ. Đây, hoa rất là đẹp nha các bác nhá, hoa rất là đẹp. Làm sao mà sang năm em nhân được ra khoảng 30-40 chậu để cùng gửi tới toàn thể anh chị em những cái giò mẹ. Để anh em về có thể là nhân giống để cùng chia sẻ với mọi người. Dòng này hoa cánh bầu, sắc nét luôn. Thân lá thì quá đẹp luôn. Đấy ạ, anh em cùng ngắm nhá. Đấy, nếu như mà nó lên to hẳn lên thì nó đẹp. Mà nếu như mà con mà nó lên tầm phi 21 thì không biết bả lá đẹp như nào nhỉ cả nhà. Bả lá dày 7 3 ly. Thì ngày trước bọn em có nhìn thấy nó đẹp từ trên cây táo rồi, cho nên là bọn em mới đi mất nhiều thời gian như thế cả nhà. Mỗi một lần đi là 20 cây, đi đi về về 40 cây, mà dưới tầm tầm khoảng 20 lần thì mới mua được. Đấy, phải kiên trì lắm mới mua được về đấy các bạn. Và sau này đã nuôi được lên những cây đẹp như thế này rồi. Giống này rất là ít nhá cả nhà nhá, giống này rất là ít trên thị trường ạ. Cực kỳ ít luôn nhá anh em, gần như là không ai có ngoài bọn em ạ. Và bọn em có chia sẻ cho ngày trước là có chia sẻ tới anh ấy Trình Bùi và anh Trình Bùi mấy chục kỳ với một số anh em nữa. Đấy, đẹp không cả nhà, này có thể nuôi lên có thể là gọi là siêu phẩm. Cái này có thể đọ ngang với dòng là Mít Văn Sơn. Bảng lá có lẽ là còn dày hơn nhá cả nhà nhá. Rãnh xước sâu và xanh y như thế ạ. Không thua gì đâu ạ. Đấy, anh em có thể thấy này. Mà một cây Văn Sơn như này đã rơi vào 10 triệu rồi. Sang năm cố gắng làm ra một vườn để gửi tới toàn thể anh chị em giá cực kỳ yêu thương. Đấy, anh em xem video của Vườn Lan Xứ Mường của em thấy hay thì đăng ký ủng hộ cho em với nhá cả nhà nhá. Và em cũng xin khoe với anh em bằng đấy thôi ạ. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo của em nhé cả nhà nhé.